Mọi người đi về quê hết à? Thế nghỉ lễ mấy ngày chẳng về quê, ở đây để mày lừa uống linh đan à? Nghỉ lễ em có lịch đi chơi với bạn trai rồi. Linh đan của em quý thế, không đến lượt các anh đâu. Cái mồm bôi dầu hay sao mà carbon thế? Tốt rồi, cả xóm trọ về quê, còn mình mày ở trên này đi chơi với người yêu thì tiện trong xóm trọ luôn nhá. Ơ cái thằng kia, mình nó đâu mà mình nó? Thế chả có mình nó. Còn có rất nhiều ma nữa. Anh điên à? Em còn lâu mới sợ. Không sợ sao chân run ghê thế? Đâu? Chân em bị liệu chứ em có hốt đâu. Này ta bảo, con ma ấy, nó thích nhất là bọn con gái mới lớn. Hàng đêm nhá, nó sẽ mò lên đầu giường, lè một chiếc lưỡi dài cả mét ra, quấn lấy cổ nạn nhân. Thế là nạn nhân không kêu ca được gì luôn. Thôi, cứ chiều nó. Tuyến Tuyết, nếu mà trên này sợ ma quá thì về quê bọn chị chơi, vui lắm. Thôi, em có hẹn với người yêu của em rồi. Người yêu em gọi. Alo ạ? Anh bận việc đột xuất đấy ạ? Vâng ạ, thôi để dịp sau cũng được ạ. Vâng. Lại bị cho leo cây rồi chú mày ơi. Này nhá, người yêu của em nhá, bận phát triển sự nghiệp phải lo cho em, anh không phải thế. Chả biết chừng. Kệ nó đi, khổ quá, đi đi. Con nhung ở đấy lâu nó chửi cho bây giờ. Đi. Mọi người ơi, cho em theo với. Này, tao tưởng mày ở đây mày không sợ. Em có sợ đâu. Chẳng qua, à, em muốn đi cùng chị Thảo cho vui thôi. Mọi người đợi em tí nhá. Rồi. Kệ nó đi. Thế là lại có thêm đứa ở giữa bát. Rí. Đẹp nha. Ê, tao đi trước rồi. Lần này về quê chắc là các bác xúc động lắm đấy. Tại vì mọi người lâu rồi không về còn gì. Đúng rồi đấy. Bố mẹ bọn tao xúc, mà bọn tao cũng xúc luôn. Thế nhưng mà là xúc gạo. Bà này, dạo này mày bị em Quỳnh sút tung đít hay sao đấy mà không thấy dẫn em Quỳnh về quê thế? Tại lại vào cái mồm mày bây giờ. Cả nhà em Quỳnh ấy đi ngoài ra nước, nên lần này em không về cùng tao. Ôi trời, thế là cả nhà cái Quỳnh bị tiêu chảy cấp hay sao mà đi ngoài ra nước thế? Giờ tao nhịu, đã hay nhịu rồi còn bắt lũ. Nói chung là quà cáp thì trước lễ em ấy gửi đủ cho bố mẹ tao rồi nhá. Chứ không như cái mặt mày ế sưng ế xỉa này. Này, tao ế bao giờ? Ế lúc nào? Đây. Đây. Này, tao xin lỗi chúng mày đi nhá, tao có em Ngọc Anh rồi. Tao ế bao giờ? Thôi, đừng có nói nữa, nhục cả dòng họ ra. Có mỗi đứa con gái tán mãi không xong. Chị phải thông cảm cho anh Tuấn chứ. Người á, vừa xấu, vừa rốt, lại còn nghèo nữa. Tán gái làm sao được. Mày thích nó nhiều không? Hả con này, mày thích không? Thế bao nhiêu lần em bảo là cho linh đan á, trông ế của em mà dùng thử thì không nghe cơ. Bây giờ về quê chết nhục. Tao thà chết nhục còn hơn là uống linh đan của mày xong rồi gục luôn nhá. Chú cháu cháu của trẻ. Chúng mày về đấy à? Thể nào thằng Cuba nó gọi cụ sang ăn cỗ. Dạ vâng, tí cụ nhớ sang nhá. Lâu lắm rồi bọn cháu mới về. Chắc bố cháu phải làm mấy mâm cỗ đấy cụ ạ. Thế chúng mày về dâu rể đâu hết rồi? Chồng cháu đi công tác. Người yêu cháu về đi ngoài. Ra nước ngoài ạ. Người yêu cháu thì đi trực ạ. Cháu chào cô trẻ ạ. Cháu là bạn cùng xóm trọ với mấy anh chị ạ. Thế cái thằng Tuấn, người yêu mày đâu? Dạ. Cụ ơi, anh Tuấn ế xưng ế xỉa ra, càng tán gái cái càng chạy xa. Cụ xem thế nào đuổi ra khỏi dòng họ đi chứ, cứ để thế này xấu mặt dòng họ ra. Này, cụ ạ, cháu ấy tuy học dốt nhưng được cái đẹp trai vui tính nên cháu vẫn có người yêu. Chứ không như cái thằng kia, nó quá kém, nó không ai thèm để ý cả cụ ạ. Thằng này là phải tiêu hủy đi, không cả nó lây lan sang thanh niên khắp họ mình thì có mà tất như nó thì hỏng. Chúng mày cứ trêu cụ. Em, chào cụ đi. Chào cụ. Đây là người yêu cháu cụ ạ. Cái gì, hộ tao tí. Làm người yêu tao về tao giả cho một thùng mì, được chưa? Lâu. Hai thùng. Dạ, chào
chào cụ ạ. Cháu là người yêu của anh Tuấn, nhưng mà hôm nay anh Tuấn mới đưa cháu về quê ạ. Thế mà lấy cái trêu cụ làm cụ hết cả hồn. Thôi, mấy đứa đi về đi, cụ đi mua gói thuốc lào đó nhá. Vâng ạ. Chào cô ạ. Cụ đi cẩn thận ạ. Cái con này, con gái con đưa cái kiểu gì mà lách lách inh 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 lên, hôi quá. Này, anh thử ngửi lại xem là nách ai. Tao chắc chắn nhá, đấy là nách của tao. Ôi thật nhỉ. Thế là từ giờ anh Tuấn với lại cái Tuyến là phải diễn yêu nhau à? À, thế cho đỡ nhục, tội gì? Tội gì? Để lộ ra một cái thì đuổi khỏi họ luôn, cứ ở đấy mà tội gì? Lộ thế nào được mà lộ? Đi lại chúng mày. Lượng với tao. Vâng, con về ngay ạ. Này, chính ra trông chúng mày đẹp đôi, hạp hạp phết đấy. Nhạc sập sình ngày vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi. Mày có thôi nghe đi không? Chính ra nhìn anh Tuấn với lại Tuyến có tướng phu thê phết đấy. Mày có thôi đi không? Hả? Nhanh đi mời các bác các cụ xong còn về. Đi. Chúng mày về chơi đấy à? Lâu lắm rồi không gặp. Ai à? Người yêu của Tuấn đấy à? À, cái con bé này ấy, nó thích tao quá nên là theo tao về. Nhưng mà tao chưa ưng lắm đâu, vì cái tội hơi xấu. Dạ, lần đầu em gặp anh Tuấn cứ như là thân quen từ kiếp trước ấy ạ. Em tin một thời gian nữa anh Tuấn sẽ thích em thôi ạ. Được ấy nhở. Mà em năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhở? Chắc tầm đôi mươi nhở. Ui giời ơi, con này ấy, nó mới có 15 tuổi thôi. Nhìn cái mặt nó già trước tuổi ấy chứ. Cứ đèo bám tao suốt. Con này đúng cái kiểu dạng ấy, chưa đủ tuổi. Dạ, em chỉ đợi anh Tuấn đủ tuổi thôi. Là nhá, em tấn công dồn dập luôn. Đúng đấy, thời buổi bây giờ khác ngày xưa rồi. Giờ phải cọc với tìm trâu, thế mới chất. Mà thằng Tuấn nhá, số mày hưởng đấy. Gái theo đầy ra, trai làng ngưỡng mộ mày lắm đấy. Thế tí nữa ra quán trà đá, chia sẻ cho anh em biết kinh nghiệm nhá. À, tí tao ra. Thế nhá, tao đi đây. Tí tao ra. Anh làm em mất giá quá đấy nhá. Ok con này, tao mất tiền mua mâm tao phải đâm cho nó thủng chứ. Hai thùng mì của tao cơ mà. Ồ, anh Tuấn ơi, em xoan em hồng kìa. Phản cứng của anh Tuấn còn gì? Tao thì nói thật là tao không phải tao muốn khoe đâu. Thế nhưng mà cái nhan sắc của tao ở cái làng này ấy, nó phải thuộc dạng top rồi. Công nhận top thật, nhưng mà là top cuối. Anh Tuấn, anh về lúc nào thế ạ? Chồng ơi. Chồng. Cái gì tắt ra? Chồng cái gì? Đây là... Em là vợ sắp cưới của anh Tuấn ạ. Mọi người ơi, có đúng không ạ? À, đúng đúng, chuẩn chuẩn, con này là người yêu của anh Tuấn. Hai đứa nó về đây hôm nay mục đích là để xin cưới đấy. Thế mà tuần trước anh Tuấn nhắn tin rủ em là Tết về sẽ đưa em đi xem bắn pháo hoa. Kìa. Ôi trời ơi, thế là mất bao nhiêu mối quan của tao rồi. Ai bảo anh dìm em. Anh chị ơi, thế bây giờ mình đi đường nào nhỉ? Thì đi thẳng ra ngã ba rồi chia nhau mà đi, chứ dắt díu nhau thế này bao giờ mới xong được. Đi. Trời ơi, đấy rồi bây giờ còn mang tiếng cả làng là sắp lấy vợ thì tán gái của chi. Anh xấu người, xấu cả nết nữa, đấy là đúng. Nhá, hôm nào người yêu em sang xóm trọ, em sẽ nhờ anh ấy dạy cho anh mấy chiêu. Người yêu em nhá, xịn lắm. Tao chặt tay em. Mày tránh xa tao ra đi. Chẳng tránh. Mày đợi tao đấy. Alo bố à? Vâng, con mời hết cả các bác rồi. Gần xong rồi bố ạ. Hả? À vâng, thế để con vào con mua luôn. Vâng ạ. Chú Hoàn ơi, cho cháu gói chè ngon. Đây rồi. Đây đây, của cháu. Ủa, đây. Chú Hoàn. Ô, bạn gái Tuấn đấy à? À,
Cháu chào chú ạ. Vâng, đây là người yêu cháu chú ạ. Tuy hơi xấu, thế nhưng mà tán cháu ác quá. Cháu phải nhận lời yêu để làm phúc chú ạ. Thế này là quá ổn áp rồi, mày lại cứ kén chọn nữa. Chú ơi, bọn cháu cũng sắp cưới rồi, cũng coi như là người một nhà chú nhở. Ừ, đúng rồi. Chú ơi, thế bim bim này là bim bim gì mà cháu thấy lạ quá? Loại mới đấy cháu ạ. Mà cháu phải công nhận, mảnh đất của làng này tốt thật, nuôi dạy được những con người kiệt xuất như anh Tuấn ấy. Coi như là mày biết điều. Anh ơi, thế anh mua cho em bim bim nhé. Anh tiếc gì em đâu mà. Em xin. À, tổng xì vào của cháu hết 300. Thôi, vừa được mẹ cho dấm dúi mấy đồng, bị con yêu quái kia vặt hết rồi. Cháu gửi ạ. Chú xin. Kìa. Ôi dồi ôi, mày chạm cho tao đi. Quý ngỏ đấy. Được. Xong xuôi trắng miệng quyết được. Bố, người yêu con rửa được hết bố ạ, không sao đâu. Dạ vâng ạ, cháu rửa bát cho ạ. Ô cái thằng, ai lại để cho khách rửa bát bao giờ nhỉ? Mày ngồi xuống rửa đi. Ở cái nhà này, làm gì có đời nào phụ nữ phải rửa bát. Bố mày còn đang phải quét nhà cái sân đây này. Tuyết, cháu đi vào trong nhà ngồi nước nói chuyện với bác gái đi. Chết chưa? Bác ơi, cháu thương anh Tuấn lắm bác ạ. Để cháu vào trong nhà bê bát cho anh Tuấn rửa ạ. À, được. Bà bài, chính ra bác là bác phải sướng lắm thì bác mới có con dâu như kia đấy. Đúng rồi đấy bác ạ. Đẹp người đẹp cả nết, cháu nhìn cháu còn yêu cơ mà. Bác Ba ơi, khả năng là bác phải xăm lễ sang nhà cái Tuyến, hỏi cưới Tuyến cho anh Tuấn chứ. Người ta bảo là cưới vợ phải cưới liền tay. À, khéo cũng phải thế đấy. Qua rồi mày đâu rồi? Em đây. Đây cái gì? Nhà tao. Nhà anh có mấy mâm cơm mà rửa mãi không hết hả em? Anh mệt quá rồi. Anh mệt làm sao bằng em được? Em bê bát ra cho anh rửa nhá. Xong em bê bát sạch vào, em bôi bẩn lại, xong em lại bê ra cho anh. Em chạy đi chạy lại như con thoi ấy, mệt lắm, đau hết chân rồi. Mày. À, tiền sư mày. Đúng rồi. Ôi giời, em ăn ít như thế là anh hơi sót ruột đấy nhá. Em để lại cho anh toàn xương thôi, mà anh chả ăn hết. Đúng là tuổi trẻ ngọt ngào thật đấy. Dạ vâng ạ. Cụ về à? Cháu chào cụ ạ. Cụ về nhá. Chào cụ ạ. Cụ quên cái mũ. Hiếu ơi, với cụ cái. Cụ về rồi em khổ quá, hai cái đứa này cứ diễn mãi. Trông chúng mày đúng như kiểu hai con gâu gâu đang cắn nhau ấy. Em thấy thật là may mắn khi không yêu phải cái loại người như anh đấy. Nghĩ lại, người yêu em á, đúng là chân ái của cuộc đời em. Mày cho tao, tao còn đấm cho ấy. Thôi được rồi, thế tóm lại là mọi người đã xin đủ viện trợ, lương thực, thực phẩm để mai lên thành phố chưa? Lên sớm chứ, quán cà phê không có em, ăn loạn chỉ ngợi hết lên rồi. Tao sống lâu rồi. Mẹ tao thì cho tiền, bố tao cho liền 30 trứng, bà tao thì cho mấy cái bánh trứng,
Cô tao cho lọ muối vừng, còn bác tao cho cả hũ thịt chưng vừa làm. Úi xòi ơi, phải nói là lè về quê đúng là chuẩn luôn. Em nhá, 10 cân gạo, 5 cân táo, vài củ sứ hào với lại một mẹ bánh bao. Ôi trời, đúng là về quê, bố mẹ thì xúc động, con thì xúc gạo. Mỗi lần mọi người về quê xong, nhà cửa tăng hoang như kiểu là vừa có giặc đến cướp ấy. Phân công lao động cả rồi. Đấy. Về nhớ trả em 2 thùng mì tôm đấy. Tao phải xem mặt mày có ngoan không đã. Này, anh có tin là một phát em quay đầu về nhà anh luôn để bốc phốt anh không? Tuyết ơi, mày mà làm thế ấy, trước là thằng Tuấn nó bị đuổi ra khỏi nhà, sau ấy là bị gạch tên ra khỏi sổ họ. Mà cái thằng Tuấn kia nữa, mình phải đàn ông lên giữ chữ tín lên chứ lệ. Tuyết, yên tâm nhá, anh sẽ bảo nó trả đủ mày 2 thùng mì tôm, được chưa? Vâng ạ. Rồi, thế nhưng mà phải chia cho tao một thùng tao mới làm. Anh ấy, chỉ cơ hội là nhanh. Bảo sao hai anh thích em như thế mà em lại phải đi yêu người ngoài xóm trọ. Hả? À, cái gì? Tao thích mày bao giờ mày bảo tao cái? Cái thằng này có thích mà. Thích bao giờ? Thì thích đánh vào cái mặt nó ấy. Còn anh ấy, đúng là phải học tập người yêu em nhiều. Người yêu em nhá, dịu dàng với con gái lắm. Nhắc đến người yêu Tuyến mới nhớ, mấy hôm nay về quê chả thấy ý ấy gì với người yêu thế. À, chị nói em mới nhớ, anh ấy bận đi công tác, bảo em á là phải chủ động gọi cho anh ấy, mà em quên mất. Alo, anh yêu à? Vâng, em nhớ anh lắm. À, vâng, anh bận thì anh cứ họp đi nhá, lát em gọi lại sau ạ. Vâng. Người yêu của em yêu em thật đấy, ngày lễ như thế này vẫn phải bận đi kiếm tiền để lo cho tương lai của hai đứa nữa. Em được khỏe mãi. Em có thì em phải khoe chứ. Ai như anh mà nhá, anh ế là đang bảo vệ nhân loại đấy. Anh mà để sinh sôi nảy nở thêm á, có mà hỏng hết trái đất. Con này mày nhờn với tao quá nhỉ. Rồi đấy, lại đánh nhau rồi. Kìa xe kìa, đứng gọi cả xe cộ kìa. Xe kìa. Ui dồi ôi. Anh Đạt, ai đây? Anh... Sao anh bảo anh đi công tác? Tôi chết. Ngày hôm ấy em đi trong mưa, thế nhưng lại quên từng không khóa cửa. Đừng qua cửa! Để cho mưa lăn la hỏi thăm, lẽn vào trong đi khuê ước trăm năm. Trăm năm! Ngày em đi theo cơn mưa ngâu, bầy chim lá cánh không hoàn tìm nhau. Đồ tôi! Sao anh bảo là anh đi công tác mà? Ủa? Tuyến ơi! Tuyến! Tuyến ơi! Tao đố mày dám đi tiếp đây! Tuyến ơi! Bây giờ ấy, một là quay đầu nhá. Còn muốn vào làng gì? Tao xin cái tài. Anh em, đón khách. Mày sợ chưa? Hả? À, con bé kia, con nhà bà Huệ đúng không? Cái Hồng đúng không? Quay về đi bộ nhá. Từ giày trở đi ấy, cấm được giao du với cái thằng mất dạy này, hiểu chưa? Mày ế thế gì? Ế anh làm mối cho mày thằng Tuấn con bao hoa. Về đây. Luật! Sau quay lại tao quánh sức bom. Ôi cái bọn này vứt hết đồ đây. Chờ tao ơi! Thế mà lúc nào cũng khen nó mãi, mở mồm ra là người yêu em xin, người yêu em tốt, người yêu em đi làm vì tương lai. Ừ đúng thì nó lo cho tương lai, thế nhưng mà lo cho tương lai của con khác. Mày chỉ là tờ giấy nhát thôi nhá, còn nó mới là tờ giấy mày. Anh Tuấn, không nói câu nào tử tế được à? Tử tế gì? Được, nhìn đi,
về ta trả cho hai thùng mì. Ôi giời ơi, khóc lụt làng tao bây giờ. Thế hai thùng rưỡi nhá. Thế ba thùng nhá, chốt chưa? Thôi cầm khổ quá nín đi. Về đến phòng trọ ấy, thằng Tuấn nó làm tình nguyện viên thử linh đan cho một tháng được chưa? Chốt ạ, tình yêu với em á chỉ là phù du thôi, kiếm tiền mới là quan trọng. Đi, về em cho anh thử linh đan chống ế. Đi. Này, thằng Hiếu nó nói với mày chứ tao có biết gì đâu. Không ấy thì để tao dô lại thằng yêu kia nó yêu mày nhá. Thôi bỏ ra, bỏ tao ra.